Khi đó, người cùng với Giacôbê và Gioan đến nhà Simon và Andrê. Lúc ấy, bà nhạc gia của Simon cảm sốt nằm trên giường, tiến lại gần. Người cầm tay bà và nâng đỡ dậy. Bà liền khỏi cảm sốt và đi tiếp đãi các ngài. Người ta dẫn đến người tất cả những bệnh nhân, tất cả những người bị quỷ ám, và cả thành tụ họp trước cửa nhà. Người chữa nhiều người đau ốm, những chứng bệnh khác nhau, xua trừ nhiều ma quỷ. Hãy xuất ra khỏi người này. Hắn ta lấy tiền của đồng bào mình mà nộp cho bọn La Mã. Hãy chắc rằng ngươi chỉ thu đúng mức quy định thôi đấy. Và cả trái cây miễn phí nữa chứ. Hả? Anh hãy theo tôi. Hôm nay tôi sẽ ăn tối tại nhà anh. Này, sao thầy của các anh lại ăn uống với bọn tội lỗi như vậy? Tôi không biết. Tôi sẽ hỏi lại ông ấy sau. Người khỏe mạnh thì không cần thầy thuốc. Chỉ có người đau yếu mới cần. Ta không đến để kêu gọi những người công chính, mà để kêu gọi những người tội lỗi. Còn chúng con thì sao? Ý thầy là con và Andre cũng được mời như những kẻ tội lỗi hả? Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này. Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế.